Hello, mến chào cô chú anh chị. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến Vlog. Trong các bản tin ngày hôm nay thì ngày hôm nay Tiến lại tiếp tục cập nhật và chia sẻ đến cho cô chú anh chị thêm một số những cái thông tin mới nhất liên quan tới vụ việc mà tranh giành tài sản nhà của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Đặc biệt thì Hồng Loan mới vừa lên để mà vạch trần hai cái nhân vật mà tự xưng là truyền nhân của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thì vậy biết lúc mà chú còn sống thì như là chú cấm cửa không cho vào phòng luôn, thậm chí chú nói thẳng mặt luôn mà. Vậy mà không biết nhục khi mà chú vừa mất thì bây giờ tự xưng là truyền nhân rồi lại thắp hương rồi lại đặt bàn thờ rồi thờ cúng này kia, thật sự là nó lạ lắm cô chú anh chị ha. Thì em để trên đây nè, cô chú anh chị sẽ cùng em đi chia sẻ nha, coi Hồng Loan nói là đúng hay không. Thì ngày hôm qua Bùng Bum có chia sẻ một cái thông tin nói rằng là lúc mà chú còn sống á, là chú nói thẳng mặt luôn là chú không thích và chú chỉ công nhận là chỉ có một đứa em dâu thôi, đó là mẹ của Bùng Bum. Và đặc biệt thì là cấm cửa luôn cái cậu con của cái cô này, không cho vào phòng luôn. Thì Tiến cũng đã chia sẻ lên cho cô chú anh chị một cái hình ảnh mà họ được cho nha, chứ em không dám khẳng định được cho là họ ghép. Thì có rất là nhiều những cái điểm mà tại sao em nói là được cho mà em không khẳng định đó là có chụp hay không. Thứ nhất nè, em nói quan điểm nè, thì Bùm Bum là hiểu rất là rõ, nếu mà không có thì tại sao dám nói, giống như là nói ra rồi lỡ họ đăng tấm hình lên là mình nhục mặt là sao. Tất nhiên là đã có nên Bùm Bum mới nói. Còn cái việc tấm hình này có thật hay không thì mọi người nhìn vào tấm hình mà của Tiểu Linh Vũ chụp với chú Vũ Linh đó, có rất là nhiều những cái mà gọi là thánh Photoshop phải nhìn ra. Thứ nhất là cái lớp màng thì nó vẫn còn, giống như là xóa mà xóa chưa hết. Cái thứ hai là cái tấm thì có tay, cái tấm không có tay. Vậy là sao cô chú anh chị? Cùng là một ảnh gốc mà có tấm có tay, tấm không có tay. Thì thôi để cho cô chú anh chị chúng ta cùng theo cùng biết rằng những người này họ lương lẹo cỡ nào cho cô chú anh chị ha. Thì em xin chia sẻ cái phần nội dung mà chị Hồng Loan vừa đăng nha cô chú anh chị. Nghĩ sao bác Năm vừa nằm xuống lại có thêm bộ mặt, hai bộ mặt bí truyền, lại xưng là bà con dòng họ cháu ruột của ba, nói mà không biết ngượng miệng, gọng họng mà không biết nhục. Muốn được cái địa vị đó hay không thì phải xem lại mình có làm đúng hay chưa. Lúc ba em bệnh, hai bộ mặt này có lo cho ba em được gì chưa? Một viên thuốc, miếng cháo hay là cái tâm mà muốn đến thăm cũng chưa hề có. Ngay cả lúc ba em nằm bệnh viện, hai bộ mặt này chị cũng chỉ vào bệnh viện để ăn xong cho đã rồi về, chứ chưa hề có một chút gì gọi là thật tâm mà lo cho ba em. Rồi mỗi lần đến đây đứng ngay trước bàn thờ ba em diễn hơn ruột thừa. Xin lỗi nha, ba em không có nhận đâu. Con ai cháu ai thì về nơi sản xuất mà bày trò, càng nói càng thấy nhục dùm. Hai bộ mặt bí truyền này không biết là nhục là gì. Đời này bớt sống giả tạo lại đi, đuôi cáo lòi ra hết rồi, đừng rộng họng bà con nữa, ai cũng biết hết rồi. Đừng mượn danh tiếng của ba tôi làm trò dơ bẩn của mấy người nữa. Hát một tuồng hát hoài ai xem mà diễn có đạt đâu, mà đòi cháo của ba dốt cũng chừa đường cho người ta dốt chứ đừng dành hết phần dốt sống sao nổi. Thật sự chị Hồng Loan viết chữ nó không có dấu, nó không có chấm phẩy á, nhiều khi đọc nó luôn tuồng, cô chú dễ thông cảm giùm em nha. Mà nói nào, ngay cái nơi sản xuất ra cũng là một nghệ sĩ, vậy sao không lấy danh tiếng đó mà đánh bóng tên tuổi mình đi? Mắc gì đâu mà vào nhà ba tôi xưng là ruột thịt mà cũng đâu phải, không biết chuyện đâu, cũng có cái đầu mà sao không biết nghĩ vậy. Ta dốt đặt một lò chui ra. Thì một cái bài mà phản pháo của chị Hồng Loan vừa viết lên đây thì quý vị biết rằng là viết về ai rồi đúng không ạ? Thì thật sự ra quý vị thấy rằng á, là những cái người mà nói rằng chị Hồng Loan đang lợi dụng tên tuổi của chú nghệ sĩ Vũ Linh để mà bán hàng, nhưng mà người ta là con thì tên tuổi ba người ta lợi dụng là cái chuyện rất là bình thường. Mà những cái người mà trước đây á, mà chưa từng mà lại thăm chú, thậm chí là trách móc chú là người không thương mình này kia, mà bây giờ khi mà chú vừa mắc cái thấy số lượng người ủng hộ cái là lập bàn thờ thờ chú liền. Thật sự là chuyện đời khó nói của chú anh chị ha. Mà bây giờ tự xưng là truyền nhân rồi nào là cháu ruột này kia, thật sự quá ghê sợ cho những con người này. Thậm chí hồi sáng quý vị thấy không, là một cái người nghệ sĩ mà khi khán giả của mình mà lên tiếng cũng giống như bức xúc về hành động của mình, thay vì mình chọn cách im lặng hoặc mình lắng nghe
đó, dù sao những người này cũng là đem đến cái nguồn thu nhập đến cho mình. Dù sao mình bán hàng thì mình đi hát thì cũng phải cần người mua, và bán hàng thì cũng cần phải có người ăn, đúng không? Thì thay vì mình trả lời một cách nó nhẹ nhàng, lần này là ví những cái người mà giống như là ăn phân này kia, thì thật sự ra trời ơi, nhiều cô chú điện thoại cho em á, nói trời ơi, chị cũng đã từng mua hàng của cái cô này, cũng giống như là chị đã từng ủng hộ, mà tại sao họ ví cái người khán giả của họ như vậy? Dù trước đây á, là người ta vẫn yêu mến hai người này, nhưng mà sau khi mà vào cái câu chuyện này, họ bộc lộ hết bản chất luôn cô chú anh chị. Đó, quý vị thấy ghê gớm không? Ví khán giả là những cái người giống như là những con cá cha ăn phân này kia, trời, thật sự quá đáng, khiến cho nhiều người rất là bức xúc. Thì từ đâu mà người ta lại nghĩ đến những cái người này? Tự nhiên cái đi kiện cháu của anh mình, mà kiện xong rồi giống như là ra hô hào vui vẻ lắm, tạt tay ăn mừng cười đùa. Trời ơi, em nói thật sự chứ vui không nổi. Thật sự ra trong gia đình, nếu mà thật sự xảy ra cái chuyện này vui không nổi. Mà cái việc mình đi kiện cháu của mình mà mình vui vẻ như vậy là thấy bản tính con người nó như thế nào rồi, đúng không cô chú anh chị? Đó, bởi vì người ta mới trách móc, rồi người ta nói nè, nếu mà mình không có liên quan, mình không quan hệ gì, tại sao mình nói rằng là tôi không tham gia vụ kiện này, mà tự nhiên cái là mình lại có tên trong cái việc thừa hưởng, rồi lại có tên trong cái việc mà làm chứng là sao, đúng không? Đó, thì nó lại là một lần nữa là giấu đầu lòi đuôi, cũng giống như là lừa dối khán giả, người ta bức xúc. Vào một cái câu chuyện nữa là nếu mà mình không có ăn chặn trong cái số tiền này, mình không có gì hết, thì bây giờ việc mình sao kê rất là dễ dàng. Không lẽ bây giờ cái thu nhập của mình nó tới hàng trăm, hàng ngàn tỷ đến nỗi mà mình không sao kê được, đúng không? Sao kê để chứng minh cái danh dự và cái nhân phẩm của mình, mình không có những lời người ta nói. Đó là điều hay. Thứ nhất là để lấy lại danh dự, nhân phẩm của mình, hay là chứng minh cho mọi người rằng tôi không có tham lam này kia. Đó, bởi vì tại sao không sao kê mà cứ đi là hùa theo mẹ con của cô Sáu tấn công Hồng Loan, đã lên nói Hồng Loan là con nuôi này kia, rồi trách móc bắt hiếu này kia. Thật sự ra những người này họ biết hết thôi cô chú anh chị, nhưng mà vì họ chung một ruột hết nên họ phải binh, họ phải bao che nhau để họ đấu với một người con gái. Nói chung là họ muốn là điều khiển được Hồng Loan này, hơn là sau lưng chị Hồng Loan này có rất là nhiều người ủng hộ, giống như là hồn chú Linh Thiên, là những gì mà chú dự đoán trước là đã xảy ra, và những cái quý nhân đến hỗ trợ đó. Nếu thật sự không có những video mà chú đã từng khẳng định rằng là mẹ con cô Sáu báo bao nhiêu á, thì thật sự ra bây giờ Hồng Loan có nói thì cũng không ai tin, mà nói chú Bảy báo bao nhiêu mà làm chú buồn á, thật sự nó bây giờ cũng không ai tin. Mà hơn là chú đã nói và chú sợ nhiều người người ta quên, hoặc là những cái video đó không quay lại, chú đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần trong nhiều cái video, nên khiến cho người ta nhớ và người ta biết rằng cô Sáu đã báo như vậy. Chú Bù Linh đã từng bán hai căn nhà và mắc ăn mắc ngủ 4 đêm đó, đi hát thì bị giang hồ để đòi nợ này kia. Thì vì thấy đi nỗi đau khổ của chú như thế nào đó, mà giờ đây á, đã biết như vậy thôi mà giờ đây con người ta bắt không ủng hộ, không giúp đỡ được gì, mà còn lại đi tranh giành tài sản vì ba cái tài sản đó mà đi mù quáng như vậy, thậm chí là muốn đưa con người ta vào tù thì ai đâu mà chấp nhận được, đúng không cô chú anh chị? Thì sau bài viết của chị Hồng Loan thì có nhiều khán giả bình luận như thế này, giống như là chị Phạm Việt Liên, chị có nói nè, bức xúc quá mới tung ra còn không gì mắc nữa, mà có đâu mà sợ mắc nhỉ, có thương là thương cho bùm bùm, có cha ruột mà từ con đi nuôi con hú à, người cha thế này thì ai có thể thông cảm cho được, bùm bùm cứ sống theo lời bác Năm căn dặn, ba anh chị em quay quần bảo vệ chia sẻ yêu thương, bác Năm nhìn thấu chở che cho ba đứa, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, Hồng Loan sẽ không cư xử giống như mẹ con Cám. Cư dân mạng cả nước đang hướng về và theo dõi luôn bên vực Hồng Loan, Mỹ và bùm bùm. Đây là một lời chia sẻ của một chị nè. Còn một bạn này là Phương Anh Nguyễn chia sẻ nè, bác Năm vừa nằm xuống cái tự nhiên có người yêu cũ, em cháu đâu ra mà lòi ra cả bầy, nói mà không biết ngượng miệng, sống không thăm hỏi chăm sóc, chết đi nhận vơ để giành gia tài của con người ta. Vậy rất là hay ha. Còn một bạn Quỳnh Nguyên bình luận như thế này nè cô chú anh chị, để ý rồi đó hen, đừng ba chửi, đừng đúng gì, bạn này viết không có chữ, không có dấu nên không có đọc được, em xin qua cái bài này nha. Đó, thì sau đó thì quý vị biết ngày hôm qua thì sau cái buổi livestream của bùm bùm, chị Ni, Hồng Loan và cũng giống như là cô Tư Mỹ của cô Mỹ đã nói lên hết một số, nói chung là cái bề ngoài thôi nha, bề ngoài thôi, nói chung là nói từ từ
Rồi chúng ta đã thấy những cái điều đáng sợ rồi, còn phía bên trong nữa, còn những âm mưu nữa, còn câu kim nghe là như thế nào nữa, thì nó còn dài dài phía sau nữa, và họ gài Hồng Loan như thế nào thì từ từ Hồng Loan sẽ chia sẻ. Nhưng mà sau đó thì quý vị thấy rằng là chú Bảy tự nhiên lên live stream, thì trong cái nội dung ngày hôm qua thì có một số những nội dung mà chú Bảy nói mà em cũng muốn chia sẻ cho cô chú anh chị chờ ngày hôm nay, và được qua lời của bạn Lộc Vườn Cây viết như cô chú anh chị. Thì bạn viết như thế này, em để đây cho cô chú cùng đọc với em nha. Chuyện vui quá là vui của chú Bảy. Mục đích của live stream hôm qua là gì? Một, quảng cáo cho Tiểu Linh Vũ về show mới của em ấy, hoạt động nghệ thuật mới của em ấy. Hai, khịa thiên hạ chơi. Ba, tỏ rõ lập trường từ con đẻ nuôi con riêng của vợ như con đẻ của chú Bảy. Bốn, khoe có người tài trợ đi chơi xa. Năm, làm cho con rái ruột của chú là bùm bùm tổn thương. Thật sự quý vị thấy không? Khi mà nhiều người tấn công vào chú Bảy thì bùm bùm liên tục lên trên mạng, xin mọi người đừng có tấn công vào chú Bảy này kia, vì chú Bảy là bị một số người dẫn dắt này kia đó. Đấy, bùm bùm rất là thương ba, mà không biết là vì điều gì mà khiến cho chú Bảy lại đối xử với bùm bùm như vậy. Thật sự em nghe mà tổn thương lắm cô chú anh chị. Mục đích đó đều đạt được, thật sự đạt được đó. Mọi người đã biết hoạt động mới của Tiểu Linh Vũ, mọi người đều biết chú đi chơi với ai đó tài trợ, bùm bùm đã tổn thương, thiên hạ cũng tức giận. Tất cả cũng như mục đích của buổi live stream kia đều thành. Vì vậy live stream chú cười quá là vui, cười vui quá là vui như chú thể hiện. Nhưng một, để thiên hạ biết rồi phá, là cái chú không tính đến, không rõ show của em Tiểu Linh Vũ sẽ ai xem nữa, con đường nghệ thuật sau này của em chú có thể bảo kê được nữa không. Hai, thiên hạ thêm khinh, là cái chú không nhìn thấy, chú chẳng có chút nào là sự đàng hoàng của một người đàn ông lớn tuổi khi đưa mình ra trước sóng. Đằng sau là dì ghẻ của bé Bum nhắc tuồng để làm tổn thương con gái đẻ của chú. Cái kinh ghét của thiên hạ không rõ chú cảm nhận được không nữa, nhưng có lẽ nó đánh vào túi tiền và cái quán nhỏ của chú đó thì chú sẽ cảm nhận rõ hơn cái mắt. Ba, trước cứ lắng cắn mãi chuyện bùm bùm bị cha từ, nhưng sau khi chú lên live stream hôm qua thì thấy đồng cảm với em ấy hơn. Không chỉ chọn đúng phía sự thật, em ấy đơn giản là chưa bao giờ có chú là cha, nên nói bùm từ bỏ cha để theo Hồng Loan là sai. Chưa bao giờ có cha vì không có người cha nào làm như chú cả, mà đã không có rồi thì làm sao gọi là từ bỏ. Vì vậy giờ em ấy càng mạnh mẽ hơn, thoải mái và mạnh mẽ hơn. 4. Chỉ tội cho Tiểu Linh Vũ còn nhỏ, cứ nghĩ mình đúng, mình hãnh diện vì có bố mẹ bảo vệ. Em muốn thoát khỏi kiếp cháu ruột Vũ Linh không chính danh, con ruột không chính danh, nên cùng hùa vào cô chú cười khà khà sau hậu trường. Hạnh phúc của em ấy là nỗi đau cho bùm. Một ngày nào đó em sẽ thấy hậu quả của cơn say hôm qua sớm thôi. Thì bạn này bạn chia sẻ rất là hay. Thì thật sự riêng về em nói như thế này nè, cái like chuyện hôm qua thì đối với họ cười, nhưng mà em cảm thấy thương cho họ. Thương vì sao? Thương vì họ chưa thấy những cái hậu quả. Tại nhiên cái việc người ta chưa biết đúng sai dần, người ta chỉ biết cái việc nè, con thì lên kêu mọi người đừng có làm tổn thương ba mình, ba thì lên thẳng thật để mà từ bỏ cái người con này, dù bùm bùm chưa bao giờ nói cái gì đó gọi là hỗn hào với ba mình. Nhưng mà ba thì người ta nói rằng á, thì là luôn gian mình, gian rộng bàn tay, cũng giống như là lan còng lưng để mà che chở cho con mình, dù con mình có sai cỡ nào chứ nữa. Còn đây thì con lại bảo vệ cho ba, còn ba thì vui vẻ hạnh phúc bên một cái người con khác, mà lại lên án con mình, cũng giống như lên chỉ trích con mình, nhưng từ con mình chỉ vì một lý do là không theo phe. Thật sự quá đáng buồn. Còn cái tương lai của Tiểu Linh Vũ thì em không nói được, nhưng mà sẽ sớm thôi. Tại vì quý vị thấy đó, cái gì mà được mọi người yêu mến đó, thì nó đến cái tự nhiên lắm. Còn cái gì mà đến từ cái sự ghét của mọi người rồi thì làm bất cứ điều gì thì mọi người cũng ghét. Có thể hôm nay họ ủng hộ cho thím Bảy là 1.000 phần, ngày mai họ ủng hộ, nhưng mà ủng hộ được nửa tháng, tháng không, năm hay năm không. Nếu họ đến với mình bằng chân tình á, thì bao năm qua họ cũng biết mình vậy, tại sao họ không ủng hộ, họ không giúp đỡ, nhưng mà tự nhiên vì qua cái câu chuyện này họ lại giúp đỡ. Thì chắc hẳn rằng họ đến với nhau cũng chỉ vì những cái mục đích cá nhân, nhưng những mục đích cá nhân đó gì thì họ tự hiểu rồi. Nhưng mà qua đi á, để lại cái gì?
đâu phải là họ nuôi mình mãi, đúng không? Họ cho, họ đi phát quà từ thiện mãi, đúng không? Nhưng mà từ cái gì phải có từ tự nhiên, những khán giả, những người yêu mến mình đến tay ăn, và hàng ngày, hàng giờ, giống như hàng hàng tuần, hàng tháng, hàng năm, thì nhiều người người ta mới đảm bảo được cuộc sống của mình. Đó mới gọi là cái bền vững. Còn bây giờ chỉ chạy đua theo những cái mà vật chất hiện tại, à nó nhiều, nhưng mà đâm về sau này á, mọi người tẩy chay rồi có tồn tại được lâu hay không, à, khi mà họ không còn giúp đỡ nữa. Đó cô chú anh chị, đó là một cái mà chúng ta thấy được ngày hôm qua, thì chú Bảy sai càng thêm sai. Và thật sự ra cái câu chuyện tới giờ phút này á, người ta đánh vào chỉ hai cái thôi. Thứ nhất là tại sao đi danh giành tài sản với con của người ta, dù không lẽ bây giờ chỉ nói một lý do vì nó là con nuôi nên nó không được hưởng tài sản, thì nó càng vô lý nữa. Dù là con nuôi hay con ruột thì pháp luật vẫn công nhận là cái quyền thừa kế của Hồng Loan, nên đừng nói là con nuôi không được nhận. Đó. Và cái thứ hai ở đây á, là tại sao mình đứng ra mình kêu gọi cái số tiền để mà làm mồ mả cho anh mình thì tới bây giờ mình không sao kê, trong khi á, mình nói nó là con nuôi nhưng mà nó còn dám hứa ra, nó còn dám hứa là tôi sẽ hoàn trả lại tất cả cái số tiền mà mọi người đã quyên góp cho ba tôi, Nguyễn Cần là những con người này, sao kê ra xong tôi có danh sách sẽ trả lại. Mình nói người ta con nuôi mà người ta còn sẵn sàng tuyên bố rằng người ta sẽ trả lại, dù cuộc sống của Hồng Loan bây giờ không gọi là giàu sang phú quý gì hết, nhưng mà người ta sẵn sàng người ta trả lại. À, mình có được như vậy hay không mà bây giờ mình lại đi lên án rồi là con nuôi, rồi là đứa bất hiếu này kia, đúng không? À, rồi cô Sáu cũng vậy, quý vị thấy không, một cái người mà làm mất 5 căn nhà 1.000+ lượng vàng, mà thật sự trên đời này thì chỉ có mình chú Vũ Linh là chịu được cái cảnh đó thôi, gặp người em của người khác là ta đã bỏ rồi, nhưng mà không thấy vậy mà không biết cảm ơn, không biết mang ơn, mà bây giờ cuối đời của chú mà còn đi tranh giành tài sản với con của chú, dù con nuôi hay con ruột vậy chứ, phần mình hưởng quá nhiều rồi. Thật sự bây giờ cái phần tài sản này đâu bằng một gốc của cô Sáu phá của chú đâu, của chú Bảy phá đâu, hai căn biệt thự biết bao nhiêu rồi, mà bây giờ chỉ còn là phần dọn dẹp một ít, gọi là một còn gọi là một ít đó, nhưng mà vẫn muốn chiếm lấy, chiếm hữu, và thậm chí là muốn đưa con của người ta, người anh, người mang ơn mình để đưa vào con đường tù tội, thì vì thấy cái nào gieo cho nó là cái tiếng là đứa bắt con bắt hiếu đó, rồi giữ lại những cái tin nhắn, giữ lại những cái hình ảnh, giữ lại những cái gì mà từ nhiều năm trước để mà chiếm tài sản, thì vị thấy như thế nào, đúng không? Đó, bởi vì tại sao mà những người này họ phải lên tiếng cho cái sự việc, những cái việc làm này, à, giờ chưa thấy đâu, từ từ rồi sẽ thấy được những cái hậu quả đó, đó quý anh chị. Đó, thì đây cũng là một số những cái thông tin mà ngày hôm nay em muốn cập nhật và chia sẻ đến cho cô chú anh chị, thì cô chú anh chị thấy hay nhấn like, subscribe và chia sẻ giúp em nha. Em xin mến chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những bản tin tiếp theo.